Xin chào các bạn đã đến với kênh Cù Ship. Vậy là chúng ta đã có Bobby Playtime phần 3 rồi các bạn. Phần này sẽ là đấu với Catnap các bạn. Trước khi đấu với Catnap thì không biết có bao nhiêu con quái vật xuất hiện nữa. Và Ship sẽ việt súp những đoạn khó hiểu cho các bạn dễ hiểu nha. Ok, và trước khi vào video các bạn nhớ like video và đăng ký kênh của Ship để Ship nhanh chóng ra tiếp tục tập 2 nha các bạn. Tại vì phần này rất là dài luôn các bạn. Ok, vô thôi. Wow, cái gì ạ? Mình bị cái con nào đang rinh mình đi các bạn. Quăng xuống một cái hang hả? Không, một cái gì đó. Một cái lồng hả? Một cái ống các bạn. Well. Ui, Catnap các bạn. Con chùm cuối của phần này. Quăng mình xuống đây các bạn. Ủa đâu vậy? Ơi, bàn tay màu xanh dương với bàn tay màu xanh lá nè các bạn. Không biết nữa, đi theo chỉ dẫn thôi các bạn ơi. Ở đâu đây nhờ? Ồ, có cái chỗ đu lên này các bạn. Cứ đu thôi. Ok, chắc là nhảy lên mấy cái này rồi. Và nhảy qua đây các bạn. Yes, chính xác là như vậy. Control nè. Ok, control là ngồi các bạn. Mình xuống sâu hơn nữa các bạn. Đây là cái gọi là cái gì? Cái ở dưới á. Ở dưới cái công ty Playtime các bạn. Dưới lòng đất luôn các bạn. Wow, bắt cua à. Mới vào bắt cua các bạn. Nhìn có vẻ khó nha. Nhưng Ship vẫn xử lý được. Ok, nhảy lên đây các bạn. Nhảy qua luôn nha. Mém này rớt rồi các bạn. Ôi, mém này rớt rồi. Hên vậy á. Ok, tiếp thôi. Ủa. Ôi, hụt rồi. Lâu quá không chơi bị lục nghề các bạn. Không có chính xác. Ủa. À, mình kéo mình giữ các bạn chứ không để nó chạy. À, nhảy lên nè. Ok, xuống thôi. Cái gì vậy? Benny Bonzo hả? Cái gì? Bonzo Benny hả? Quên tên luôn rồi. Lâu quá không chơi quên tên các bạn. Cái gì đây? Cái nhà bếp hả? Giống cái nhà bếp các bạn. Không biết nữa. Có một cái cuộn băng nè các bạn. Bỏ vào xem. Alright, Miss Harper. Please explain the situation. Spare no detail. Well, luckily not. All the children were getting tất cả bọn trẻ đều nghỉ. Thật yên bình và yên tĩnh các bạn. Catnap kìa. Ship dịch đó các bạn có thể đọc. I mean, dilated pupils and quivering lips. The way her eyes darted around the room, and I swear, her hand in mine, it felt like her blood was boiling beneath her skin. She saw something too. Something horrible. I'm sorry. I don't mean to. Miss Harper, we'll provide the very best care we can offer. Có vẻ như cô Harper này đang nói chuyện với một người trong Playtime các bạn. Yes, a monster, she said that it was colorless. Gosh, I could feel a poor little heart pounding. For her, it was right there. And her movements, they were so wild. Arms flailing, legs kicking. I wanted to talk to her, see how she's doing. I really need to hear her voice right now. That would not be advised, Miss Harper. There are many concerns we must address. Lúc này chắc là Playtime đang bị quái vật tấn công quá các bạn. And we'll continue to monitor. She'll be okay. No! Well, pardon me if I'm not comforted by that. Just bring my little girl back to me. Little girl, hả? Vậy là con gái của bà đó hả? What happened? Chuyện gì đã xảy ra? Có cái cục pin này các bạn. Bỏ vào hả? Tìm một cục nữa. Quá là đơn giản, mấy cái giải đố đơn giản này thì Ship làm được. Ok, bàn tay màu xanh. Đi tiếp thôi các bạn. Ôi, con voi kìa các bạn. I'm Bubba Bubba Fint. Bubba, hey. Bubba
I remember you. Bớt phanh. What? I remember you. Điện thoại các bạn. Quay y điện thoại. Cái tên gì mà khó đọc dữ các bạn. Ê. À, lấy điện các bạn. Kinh nghiệm chơi phần 2 thì chúng ta phải lấy điện. Đó, lấy điện đây. Và truyền qua cái này các bạn. Đó, đúng rồi. Hello. Hey, hey, can you hear me? Ai vậy? Ủa, có người giúp đỡ mình các bạn. Nhìn. À, à, cục pin hả? Ok, hiểu rồi. Dùng cái này để mở cửa. Tối thế à? Ê, tạo lửa đúng không? Phần trước là mình bị tạo lửa trục trặc rồi là. Ờ đúng rồi, Poppy không cho mình trốn các bạn. You are our mission. Together, we can save a lot of people, including you. Playcare is straight ahead. Playcare. It's the home of Catnap, one of the smiling critters. À, có nghĩa là Poppy không cho mình trốn thoát tại vì Poppy cần mình giúp đỡ nhiều hơn các bạn. Không chỉ là tiêu diệt Mommy Long Legs đâu. Mình đang nói chuyện với một cô bé tên là Ollie các bạn. Phòng an ninh nè, có gì trong đây không? No. Hello. Hello. Ok, ủa cái gì đây? Mình quay cái này. Có điện nè các bạn. Mình quay cái này hả? Sao nhiều cái cần phải làm quá vậy? Ok, chỉ vô đây. Rồi bây giờ làm gì nữa? Tại sao không lấy được điện vậy? Chưa được các bạn. Vậy là phải... quên. Cái này là từ hồi phần 1 mà suýt quên mất. Lâu quá không chơi quên các bạn. À, hai bàn tay nối điện với nhau mới được. Ok, chúng ta mở được cửa vào Playcare nè. Nhìn thế giới qua đôi mắt của trẻ thơ Elliot Express các bạn. Hey, I'm kicking chicken. Kích, wanna go outside and hang out? Kích kinh kích chicken. Khó đọc quá nha chưa? Đặt tên dễ đọc thôi. Chắc là mình phải kéo cái này. Và cái này các bạn cùng kéo luôn. Mở cửa nè. Wow. Đi vào một cái cáp treo các bạn. Ship sợ đi cáp treo lắm. Ở ngoài á. Hello. Cáp treo có đang hoạt động không? Đi vô nè các bạn, đi vô nè. Hello. Hello. My name is Elliot Ludwig. Elliot Ludwig. When you look around at the world today, what one thing do you think it needs more of? I asked around once. Lúc mà chưa bị quái vật xâm chiếm thì ở đây là một cái chỗ tham quan đấy. Cái này như cái bài diễn thuyết của ông Elliot Ludwig vậy các bạn. Ở đây giống như cái hang ấy nhờ. Nhìn kinh ấy nhờ. Giống như một cái hang động các bạn. A smile is hope. A smile. Rớt xuống là xong đời luôn á. Hết cứu. Is understanding. Well. And there is nothing more gratifying to my soul than being the reason for a child's smile. To be the spark that ignites all their hopes and dreams. For it is only through hopes and dreams that we may create a better world. One where our children need not be afraid. One where they are. Ông đang giới thiệu về Playcare các bạn. This company and its toys are nothing without them. These children deserve to smile. They deserve to love. And they deserve a safe home. That is why it is with enormous pleasure that as the founder of Playcare các bạn. Đến nơi cần đến rồi nè. Sâu hơn cả phần 2, sâu hơn cả phần 1.
Trại trẻ mồ côi. Trại trẻ mồ côi gì mà xây dưới lòng đất vậy? Chưa gì là thấy sai sai. Dedicated in every inch and detail to ensuring a child's smile. Its teachers and counselors, mothers and fathers, until such a time they have all of that in you. May play care bring joy, inspiration, and smiles to all who enter these doors. For what gives life its meaning if not a smile? Nghe thật là yên bình. Có điện thoại, có điện thoại. Hello, 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 hello. It's me again. Oh, Olia. Cool place, right? Yeah. The kids used to live here. Những đứa trẻ từng sống ở đây. Nhưng mà nhìn vào đó đi. Do you see that statue in the middle of the room? Bạn có thấy cái phòng ở giữa không? Ok đây. There's a really cool room in there that powers literally all the playcare. Cái phòng này là một cái phòng phòng điện các bạn. Tất cả nguồn điện của Playcare. Oli cho mình một cái chìa khóa. Oh, hello. Chìa khóa. Bây giờ mình đi đâu? So, you got the key. Yeah. Now the question you're probably asking yourself is, where does it go? Oli well, nói là head back out, mình không biết đi đâu đúng không? Oli sẽ chỉ mình đi. Ok, mình ra đây và mình đi lên cái cửa này các bạn. Cái cửa sáng đèn nè. Đó, đúng rồi, chính nó. Bây giờ mình vào đây. Có con quái vật nào trong đây không nhỉ? Sell game các bạn. What's your tip? Ok. Wow. Tối à. Khu sản xuất khí đốt. Trái tim đang đập của toàn bộ hệ thống Blake độc ác. Red smoke. It's all headed off to the right. We need to make that red smoke go left instead. Okay. That's how we can get to him. The machine will probably have a few dumb safeguards for you. Bây giờ mình đem cái khí đỏ bên phải mình chuyển qua bên trái các bạn. I'll call you once it's done. Oli sẽ gọi mình khi xong việc. Ok, bây giờ mình đi kiếm cái cục pin năng lượng màu xanh lá các bạn. Ồ, con khét náp nè. Nó nói gì không? Nó không nói gì hết các bạn. Wow. Ê, cục pin này. Ok. Cầm cục pin này lại đằng đó các bạn. Bỏ vô. Đi tiếp thôi. Nãy giờ giải đố hơi nhiều. Ơ, có cái băng. Vậy là có cái băng. Có cái đầu đĩa các bạn. Có cái đầu băng. Cái gì đây? Ôi, hướng dẫn bàn tay mới. Ủa, bàn tay mới đâu? À, đây hả? À, bàn tay màu tím các bạn. Đây là bàn tay màu tím nè. Hướng dẫn sử dụng bàn tay màu tím. Đổi tay dễ dàng. À, mình có thể đổi tay các bạn. Sử dụng một lần hai bàn tay luôn nè. À, nó có thể nhảy cao nhưng mà cẩn thận nơi bạn đáp. Bay thẳng xuống vực luôn. Ok. Không phải chỗ nào cũng an toàn để đáp. Ok. Thank you. Thank you, thank you. Đi thôi các bạn ơi. Đây, bàn tay màu tím nè. Kiến thức mới đã được tiếp thu các bạn. Đi thôi. Ở đâu cũng có vết máu. Ghê quá đi. Đây. Ui, nguy hiểm vậy. Shibaku thật là hay các bạn. Ui, mém đi chết các bạn ơi. Mém chết. Tiếp, bây giờ mình phải quyên cái hồ khí độc các bạn. Kéo cái này. Rồi kéo cái này xuống. Rồi đứng đây. Ship nghĩ là nhảy lên cái ống đó thôi chứ không đi đâu được hết. Ôi, test thử. Ok, ngon. Tiếp các bạn. Nhảy qua bên đó. Cũng không khó sử dụng lắm đâu các bạn. Cũng dễ sử dụng mà. Bây giờ mình phải nhảy lên hả? Mình kéo lại. Mình nhảy qua cái rào này. Ui, một phát ăn luôn các bạn. Quá là đỉnh. Ủa, cái gì đây? Lại nói điện nhưng mà khó hơn hả?
Ok, chúng ta quay bên đây, ship nghỉ vậy. Rồi chúng ta sẽ... Ủa được chưa ta? Chưa được các bạn. Sai rồi, chúng ta phải mở được cánh cửa màu vàng này nè. Ok. Lấy điện. Sai rồi. Hên gì, làm đại mà cũng đúng nữa các bạn. Ok, đi tiếp thôi các bạn ơi. Hình như là bật điện được rồi đó các bạn. Ok. Restart. Bây giờ chuyển cái khí bên phải qua bên trái. Đang chuyển tới giữa các bạn. Bây giờ ở giữa. Ôi gì á. Ui. Cúp điện. Trời ơi, cái điều đáng sợ nhất khi ở một mình trong một chỗ lạ đó chính là bị cúp điện các bạn. Oh my god. Oli đang gọi hả? Oh no, someone killed the power. Okay. À, có người đã tắt nguồn điện các bạn. Bây giờ Oli sẽ cho mình một cái chìa khóa mới để đi tới Home Sweet Home. Đến cái tòa nhà tên là Home Sweet Home để bật lại nguồn điện các bạn. Ok, mình đi xuống đây và mình lấy chìa khóa thứ hai mà Oli cho mình. Hello, chìa khóa đâu rồi? Ok. Bây giờ đến địa điểm tên là Home Sweet Home các bạn. Nghe Home Sweet Home là nghe ghê rồi. Đâu? Home Sweet Home kìa. Còn mình thì đang ở đây. Ok, rẽ bên trái đi hẳn là tới Home Sweet Home các bạn. Get go, tới nè. Mở cửa ra. Hello. Hello. Có ai đó không? Ui, hình ảnh những đứa trẻ nhìn ghê quá các bạn ơi. Ôi, cái phòng gì khí độc không hả? Vô được không? Vô được các bạn. Cái cầu thang siêu dài luôn á. Cái này giống phần 1 nè. Ôi, cái hành lang vô tận hả trời. Hello. Ủa, hai bàn tay của mình đâu rồi? Eo ấy. Trên buổi sáng nay, tính đến 9 giờ 45 phút sáng, chính quyền địa phương cho biết thi thể của một bé trai đã được tìm thấy tại khu đất của Elliot Lewis quá cố. Sau sự kiện này thì công ty Playtime tuyên bố rằng điều này thật là bệnh hoạn. Elliot Lewis là một người đàn ông tuyệt vời và những người biết ông ấy đều hiểu rằng ông ấy không có khả năng bạo lực. Chứ đừng nói đến những gì người khác tuyên bố. Ủa, điện thoại đâu ta? Điện thoại đâu ta? Điện thoại nè. Ui. You need to run. Bạn cần phải chạy gì vậy? Chưa gì hết mà bị dí rồi hả? Ludwig's neighbors indicated that he would often return to his home in strange hours of the night. Oh God. Ghê quá các bạn ơi, ship nổi da gà. Con kidnap nó đi hả các bạn? Hello. Hello. Ê, kidnap kìa. Nó có làm gì mình không vậy? Không các bạn, nó đi rồi, nó không làm gì mình hết. Có một cuộn băng nè các bạn, bỏ vô xem. Greetings, employees, and welcome to your first day here in Playtime. We're certain that in the days to come, you'll find your new family here every bit as loving and supportive as your own. Feel free to wander the halls, sit in the mess for lunch, or watch our children play and learn to their little hearts' content. Join the innovationists, where the bounds of science are continuously pushed. Or join the counselors of Playcare, whose diligence and care for our children will help shape a brighter future. Just you see.
Now, every one of you has your part in that future, so should you come back tomorrow feeling unhappy for where you are or what you've done, worry not, for your supervisor is here and happy to listen. And should you come back years later, your conscience finally getting the better of you. Bất ổn rồi nha, bất ổn rồi nè. Mình không nghe nữa, mình đi chỗ khác rồi. Ôi, ship không đi được các bạn, ship phải ngồi nghe cái băng này. Ship không có đi được các bạn. Each hungry for your return, each eager that they might find you. Perhaps they'd smile. Ôi, không đi được. Kêu. Their smiling mouths full of teeth and meat and plastic. Watching and waiting patiently for their turn at a warm welcome. Or perhaps they won't allow you such time làm gì to thì figure làm luôn your đi. Place đừng in nói the world nữa. You'd left. A Sao? World that's theirs now. Welcome home. Welcome home. Gì mình chết hả? Chưa kịp làm gì luôn á. Hình như là mình bị mê sảng các bạn. Khi hít cái ga màu đỏ các bạn. Ôi. Hello hai cái bàn tay. Ơi baby long leg kìa. Ôi cái mặt nạ các bạn. À mình có thể đeo mặt nạ vô nè. Bây giờ thì mình đi xuống đây thôi. Ôi có một cái xe các bạn. Ôi kéo nó được các bạn. Ôi dữ. Dữ. Hello, bàn tay màu tím. Yes. Bây giờ mình cần phải đi kiếm nguồn điện để bật lại các bạn. Có nhiều việc phải làm trong căn nhà này lắm. Mong là không có chuyện gì xảy ra trong căn nhà này. Tại vì ship chưa chuẩn bị tinh thần các bạn ơi. Cái gì mà nó đi ghê vậy? Lọc cọc vậy. À, hai cục pin. Cần kiếm hai cục pin các bạn. À, cục đầu tiên nè. Đây. Bỏ vô. Cục thứ hai đâu ta? Hello, có ai trong đây không? Không có. Hello, có ai trong đây không? Hello. Ui, Kissy Missy các bạn. Ơi, hello Kissy Missy. Nhớ mình không? Mình gặp nhau phần 2 rồi nè. Có vẻ cái Kissy Missy không tấn công mình đâu các bạn ơi. Đi lên trên thử xem có gì trên đây không. Kissy Missy mà hóa điên là chắc xếp xỉu luôn á. Ui cái con gì vậy? À cục pin. Nhấn cái nút hả? Nhấn cái nút. Ô mở cửa. Tiếng mở cửa quen thuộc các bạn. Không đi được. À mở cửa lên cái tầng hồi nãy. Ơi cái xe nữa nè. Đỉnh. Cái gì vậy? Biggie các bạn. Cùng ăn nào. Nguy hiểm quá. Ơi lại có một cuộn băng nữa này các bạn. Bỏ vào. Here they all are. Well, of course. They'd never miss this. Who's that little girl? Who's going away? Tell us. Shh. This week, Dr. White here has selected our very own Samuel Lee. Now, before he bác goes, sĩ đã chọn let's all give Sam hả? One last goodbye, shall we? With me. One, two, three. Goodbye, Sam! Vui dữ chưa? Giống như những giả thuyết thì những bác sĩ, tiến sĩ gì đó sẽ mỗi lần lấy một đứa ra thí nghiệm các bạn. Ở đây là trẻ trẻ mồ côi nên người ta không quan tâm những đứa trẻ mồ côi bị bắt mất. Con này phải con Binky gì quên bà nói tên rồi. Ở nó đi theo mình, nó nhìn các bạn.
Làm sao đây? Cái này có chui vô được không? Nhìn nó thấy ghê quá. Nó bự lắm, chắc nó không chui vô giữa cái này đâu các bạn. Ê ôi. Có một cái phòng nè. Ở trong đây nhiều phòng quá à. Ok. Mình lấy cái này. À đúng rồi, mình đã ngắt được nguồn điện của nó các bạn. Bây giờ mình gắn vô, lấy thêm một cục pin nữa. Một cái này. Cái này. Ok, mở cửa. Ui ui, cái gì vậy? Ok, đi tiếp với các bạn. Lấy cục pin thứ hai rồi chúng ta cùng bật lại nguồn điện nào. Đây. Tổng cộng trong nhà này mình phải lấy được 4 cục pin nha các bạn. Mỗi chỗ 2 cục là sẽ mở được. Đó. Rồi bây giờ mình lên lại cái nhà chính đi. Đó, cái cửa này sẽ mở nè các bạn. Và mình bỏ bàn tay màu xanh vô. Trời đất ơi. Lại phải giải đố hả? Sao giải đố nhiều thế? Cái gì đây? Cây súng gì đây? À, ngắm vô đây hả? Một cái bàn tay, thêm một cái bàn tay thứ ba cho mình nữa. Nếu mà mình không đủ tay thì nó sẽ bắn giùm mình. Bây giờ mình phải nối hai cái máy này lại với nhau các bạn. À, bị cái này chặn lại rồi. Mình phải mở cái cửa màu vàng đó đó. Bây giờ mình phải làm cho sao? Bây giờ mình phải làm sao cho cái... À, rồi rồi rồi. Ok, còn một cái nữa các bạn là cái bên đây. Giữ cái này lại, không cho nó ấy lên. Cái này. Cũng không khó lắm đâu các bạn, cũng dễ à. Ok, mình đi lên trên thôi. Ra khỏi cái nhà này thôi các bạn, tại vì mình đã mở được nguồn điện rồi. Nãy giờ vẫn chưa gặp con quái vật nào hết. Thang máy hả? Ok. Get go. Đi ra khỏi căn nhà home sweet home này thôi. Ui! Ui! Cái gì mà xảy ra? No! No! Let go! They didn't do anything wrong. Họ không làm gì sai cả. Ơi, Poppy, hello. Ơi. This place makes her tense. I'm glad that Ollie could help you get this far. He's the reason we found you at all. Mình đi theo Kissimissi lại Poppy hả? Ooh, looks like the train crash hurt us both. You've been through so much. Yeah. Trải qua quá nhiều sợ hãi. An explanation. Come on. Bây giờ Poppy sẽ giải thích cho mình hả? Ok. Poppy giải thích đi. Hey, you'll be okay. We'll be okay. Chúng ta sẽ ổn thôi. Ổn không? Kissy cô teo quá. Cuối cùng chỉ có Kissy là người hiền nhất ở đây. Một con quái vật không bị lỗi các bạn. Ok. Listen, I'm not your enemy. Chắc con, chắc không phải kẻ thù. Có nên tin không ta? What's happening down here is bigger than all of us. I need you. Tôi cần bạn. So we can get revenge on those monsters who've tortured you. Who've tortured us. They didn't act alone. They're disciples of the bọn original. Nó không hoạt động một mình. Prototype. À, tụi nó là đệ tử của Prototype các bạn. Do the honors. Ủa sao hai đứa ngồi một đống vậy? Ồ, lên đây để mở điện hả?
Ủa, Bobby với cái Missy ở đây để giữ điện hả? Cô teo các bạn. Trời ơi, bây giờ mới thấy một con quái vật nó cu te. Chứ từ phần 1 tới phần 2 là không có con nào cu te như cái Simisi. Prototype knows we're coming by now. You try to escape, he'll kill bạn you before you ever reach that front door. Bạn. He's the reason I was trapped in that god awful case for so long. You have no idea of the things he's done. Let me help you kill him. Để tôi giúp bạn Let me help nó. You save everyone. We've all seen you. How capable you are. You killed Huggy. You killed Mommy. You freed me. You are perfect for this. Quá khen, quá khen. Kidnap is coming. Kidnap đang tới. The final obstacle the prototype Cái gì? Placed against us. Ủa, kidnap là chướng ngại vật cuối cùng của prototype hả? Ollie will call Vậy là phần này chưa hết các bạn. Có phần 4 nữa các bạn. Oh no. À, đừng đi. Đừng đi. Puppy. Billy. Ollie, Ollie gọi nữa. Hello, hello, hello. Hey, hey, ok, hello. It seems like Poppy explained. Có vẻ như Puppy đã giải thích tất cả mọi chuyện cho bạn biết. Bây giờ cô ấy đã trở lại cái chỗ nguồn điện rồi. Mình cần nguồn điện lớn hơn nữa. Bây giờ phải quay lại Home Sweet Home để để tìm nguồn điện nữa hả? Oh, có vẻ nhiệm vụ bắt đầu khó khăn hơn các bạn. Nhưng mà video này ship chơi đến đây thôi nha các bạn. Video sau ship sẽ tiếp tục chơi. Và ship nghĩ là video sau ship sẽ gặp mấy con trùm đó các bạn. Không phải là trùm mà là mấy con đệ tử của con prototype các bạn. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của ship. Hẹn gặp lại các bạn sớm nhất ở video sau nha. Bye bye.